Chào các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc Tiếp tục cái nội dung về nhân tướng học, tướng mặt của phụ nữ Thì trong cái video clip này Chúng ta đến với tướng mặt của người phụ nữ ương bướng Những cô gái nhõng nhẽo ương bướng Đương nhiên cũng rất đáng yêu Họ hợp khẩu vị với một số người có tâm lý thích bị ngược đãi. Tuy nhiên, phần lớn các chàng trai đều không muốn chọn họ làm vợ. Dù cho cô gái ương bướng này có xinh đẹp, thông minh tới đâu, thì cánh mày râu họ vẫn thích hướng tới một mẫu người lý tưởng hơn. Đó chính là những cô gái có thể trở thành vợ hiền mẹ đảm. Rồi bây giờ chúng ta hãy quan sát đặc điểm khuôn mặt. Thì thấy cái tướng mặt của người phụ nữ ương bướng có những cái đặc điểm sau đây. Đầu tiên á, là người thì ngã về phía trước. Về mắt á, thì kích cỡ của hai mắt không bằng nhau tức là có mắt to và mắt nhỏ, đuôi lông mày á, thì xoáy tròn như là trôn ốc và trên trán á, là có nhiều nếp nhăn lộn xộn và mũi nhỏ gò má cao. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết từng các đặc điểm này xem là trong nhân tướng học mô tả như thế nào ha. Cái đặc điểm đầu tiên đó chính là mắt to mắt nhỏ là người nhạy cảm tâm tư thay đổi thất thường kích thước hai mắt không đều nhau tạo thành tướng mắt to nhỏ thiếu căng xứng mắt trái đại diện cho nội tâm bên trong còn mắt phải đại diện cho hành động bên ngoài bởi vậy nếu người phụ nữ nào có hai mắt không đều nhau thì cho thấy tâm lý thường mất cân bằng tính cách hay thay đổi thất thường vô cùng nhạy cảm đối với thế giới xung quanh cảm nhận thấy những động thái tinh tế nhất họ thích hợp với những công việc nghệ thuật đòi hỏi sự cẩn thận và tinh tế như là hội họa thiết kế Nữ giới có mắt trái to hơn mắt phải thì ngồi cương trong nhu, bên ngoài cứng rắn mà trong lòng thì mềm yếu. Còn nếu mắt phải to hơn mắt trái thì ngược lại, ngồi nhu trong cương. Tiếp đến là cái đặc điểm là đuôi lông mày xoáy tròn như trôn ốc là người mừng giận thất thường. Phụ nữ mà có đuôi lông mày xoáy tròn như trôn ốc thì yêu ghét thất thường, đanh đá dữ dằn, hành vi và cử chỉ của họ rất thô lỗ yêu ghét rõ ràng, không hề có chút gì là nữ tính. Họ thích hợp làm những công việc liên quan tới bảo vệ quốc gia như là công an, cảnh sát và pháp luật. Phụ nữ có tướng mặt như vậy rất cô độc, nhân tướng học gọi đây là mệnh hai cha hay mẹ, có thể sẽ là con gái nuôi, cuộc đời gặp nhiều trắc trở. Cái đặc điểm tiếp theo đó chính là người ngã về phía trước, là người thành công trước, thất bại sau người ngã về phía trước nghĩa là khi đi đường đầu và cơ thể không nằm trên cùng một đường thẳng mà đầu thường ở phía trước cơ thể phụ nữ có tư thế này thường không có lòng nhẫn nại làm việc gì cũng đầu voi đuôi chuột mới đầu thì có vẻ rất thuận lợi suôn sẻ song dần dần sẽ gặp khó khăn không thể tháo gỡ khi mới bắt tay làm một việc gì đó họ thường tràn đầy lòng nhiệt huyết và phấn chấn do vậy công việc diễn ra nhanh chóng và rất tốt đẹp tuy nhiên do quá theo đuổi tốc độ nên dễ mắc phải sai sót trong quá trình làm việc. Hơn nữa, gặp phải sự phản đối của đồng nghiệp, nên khi công việc gần xong thì lòng nhiệt tình của họ giảm sút. Lúc này, họ sẽ không suy nghĩ xem phải giải quyết như thế nào mà lại bỏ giữa chừng. Và thế là mọi công lao sẽ uổng phí. Tất nhiên, họ sẽ không đạt được kết quả như mong muốn. Đặc điểm tiếp theo là mũi nhỏ và xương gò má cao là người bảo thủ không thừa nhận sai lầm. Phụ nữ mà có xương gò má cao á, mũi nhỏ thường có hỏi bảo lớn đối với sự nghiệp. Họ luôn mong muốn được nắm quyền hành trong mọi việc. Tuy nhiên họ lại có nhược điểm là thiếu quyết đoán và không có nghị lực. Bởi vậy họ không có được sự tự tin cần thiết. Đương nhiên tính hiếu thắng của họ đã khiến họ không nhận ra được nhược điểm này của mình. Vì vậy nên khi mắc sai lầm họ vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình, không thừa nhận mình sai họ thuộc về kiểu người khó giao tiếp. Tiếp đến là cái đặc điểm là trán có nhiều nếp nhăn lộn xộn, là người do dự không quyết đoán. Phụ nữ mà có nhiều nếp nhăn lộn xộn tiên trán, tính khí bất thường, làm việc gì cũng thiếu sự quyết đoán. Còn có một kiểu tướng mặt khác nữa cũng thuộc dạng người này, đó là trắng lồi lõm, không phẳng. Tóm lại, cái nhân tướng mặt của người phụ nữ ương bướng đó chính là cái trán thì chúng ta để ý là nó có nhiều nếp nhăn lộn xộn, rồi ánh mắt á, là chúng ta thấy cái ánh mắt kích cỡ nó không bằng nhau và có lông mày á, là lông mày xoắn ốc, họ có mũi nhỏ và gò má cao và tướng đi á, là người ngã về phía trước. Đây là một cái phần nội dung trong cẩm nang về nhân tướng học của tác giả là Thiệu Vĩ Hoa các bạn thử xem lại trong cái mối quan hệ của mình mình có thấy ai mà có cái gương mặt có đặc điểm giống như vậy thì xem thử là nhân tướng học nó nói có đúng hay không ha nhưng chúng ta cũng lưu ý là nhân tướng học thì nó cũng chỉ mang tính chất là tương đối hy vọng rằng cái nội dung này nó hay và thú vị đối với các bạn các bạn hãy like video chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé cảm ơn các bạn chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống xin chào và hẹn gặp lại một phút nhìn thấu tâm can. Nhân tướng học 32 gương mặt điển hình của phụ nữ. Khuôn mặt chính là trời đất càng khôn. Khuôn mặt của mỗi người thực chất chính là một vũ trụ thu nhỏ, trong đó bao gồm tất cả càng khôn. Trời là vầng tráng, đất là tai và cầm, sông núi đại diện cho thần khí, tinh thần đại diện cho thần tình mặt trăng và mặt trời chính là đôi mắt. Vũ trụ rộng lớn bao la, chứa đựng muôn vàng vì tinh tố. Tương tự, khuôn mặt cũng ẩn chứa rất nhiều thông tin như sức khỏe, học vấn, sự nghiệp, tính cách, phẩm chất, tài vật, tình duyên, vân vân. Nội dung phần này Một phút nhìn thấu tâm can Nhân tướng học 32 gương mặt điển hình của phụ nữ. Đây là bí kíp của ông Thiệu Vĩ Hoa, chuyên gia nhân tướng học hàng đầu thế giới. Người ta nói phụ nữ là rất khó đoán, nhưng trong nội dung này, chỉ một phút có thể đoán biết được phần nào tính cách vận mệt ngay. Đây chắc chắn là nội dung rất là thú vị. Chúng ta hãy cùng xem qua coi có đúng không nhé. 32 tướng gương mặt điển hình sau đây tướng mặt của cô gái sùng bái tiền bạc tướng mặt của cô gái may mắn phú quý tự tìm tới tướng mặt của cô gái chỉ biết đến mình thích ăn ngon mặc đẹp tiêu xài hoang phí tướng mặt của cô gái là ngọn lửa giữa đêm đông nhiệt tình như lửa tướng mặt của phụ nữ tai quái tướng mặt của những cô gái thích đóng kịch tướng mặt của cô gái ai gặp cũng yêu tướng mặt của người phụ nữ ương bướng tướng mặt của kẻ lật lọng, không từ thủ đoạn nào. Tướng mặt của người phụ nữ giỏi giang, tài cán. Tướng mặt của người phụ nữ tài hoa, nhạy bén. Tướng mặt của người quen, phục tùng, nhẫn nhịn. Tướng mặt của những cô gái luôn cho mình là nhất, tự phụ. Tướng mặt của người phụ nữ xấu xa từ trong trứng, độc ác. Tướng mặt của người dễ bị kích động, dễ nổi nóng. Tướng mặt của người có vận may mắn, sinh ra đã là những đứa con cưng tướng mặt của người luôn gặp xui xẻo. Tướng mặt của người phụ nữ lãnh đạo. Tướng mặt của người phụ nữ mạnh mẽ. Tướng mặt của người cao ngạo. Tướng mặt của người lòng dạ hẹp hòi. Tướng mặt của người phụ nữ qua cầu rút ván, vô tình, vô nghĩa. Tướng mặt của người phụ nữ chú ý đến chất lượng của cuộc sống. Nhà mỹ học. Tướng mặt của người phụ nữ nhút nhát. Tướng mặt của người phụ nữ sống khép kín tướng mặt của người phụ nữ cô độc tướng mặt của người phụ nữ bất mãn với chồng tướng mặt của người thích thể hiện tướng mặt của người ưa sinh sự tướng mặt của những người phụ nữ cứng rắn tướng mặt của người luôn vất vả bùng phiền tướng mặt của người phụ nữ theo chủ nghĩa cá nhân tổng cộng là có 32 nhân tướng gương mặt điển hình của phụ nữ mỗi phần sẽ là một video clip mời các bạn đón xem hãy đăng ký kênh và bấm thông báo để nhận tin khi có video mới nhé chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công trân trọng